Chào tất cả các quý vị. Ở video này tôi muốn chia sẻ tới các vị về cách lắp đặt lan nhôm chắn nắng chớp nhôm 13S. Cái chớp nhôm 13S thì cũng có người nhìn nó giống với chữ Z nên cũng có thể gọi là chớp nhôm chữ Z. Đấy, thì cách lắp đặt chớp nhôm 13S này nó rất là đơn giản thôi. Thì khi mà các vị mua hàng ấy thì chúng tôi là cắt theo yêu cầu. Đối với cái hàng mỏng này 13S hay là 85C là cắt theo cầu vì nhôm này là nhôm cán. Còn đối với các loại nhôm như là đầu đạn hay là đây là hình đào đầu đạn này hoặc là hình thoi này thì số lượng nhiều thì chúng tôi cũng sẽ cắt theo cầu, còn ít thì các vị sẽ lấy cây 6m. Số lượng nhiều thì chúng tôi sẽ đùn luôn này và 4m hay là 3m hay là 2m và sơn theo cầu và cắt theo cầu luôn. Đấy. Trở lại với nội dung là cái lan nhôm 13S này thì là chúng tôi cũng cắt theo yêu cầu, nên là khi mà các vị mua về thì ví dụ như cái số đo các vị cung cấp là 1m hay là 2m hay là 3m hay là 5m hay là 7m thì chúng tôi cắt theo yêu cầu luôn. Thì về các vị bao gồm có cái lá này này và cái ke đớ này này đấy. Thì là các vị về vị trí được lắp thôi đấy, thì có hai cái này. Thì khi mà các vị lắp đặt ấy, thì phải tạo một cái khung. Cái khung này thì có thể các vị làm một khung nhôm thì như nhôm hộp 2550 hay là 3876 gì đó thì chúng ta có lắp bằng nhôm này, có những người ta làm bằng hộp thép mạ kém này. Đấy. Còn có những người trường hợp hỏi tôi là lắp bằng inox có được không, thì khi các vị lắp bằng inox thì là các vị lúc khoan thì nó sẽ rất là khó, bởi vì khi mà cái vít của chúng ta bằng sắt thì chúng ta có thể khoan bằng nhôm hoặc là khoan bằng sắt thì được, nhưng mà đến lúc khoan bằng inox thì sẽ không khoan được, thậm chí inox mà vít chúng ta mà dùng vít inox để khoan thì nhiều trường nó bị gấy mất cái vít đấy và khoan làm rất là lâu. Nên là tôi khuyên các vị nếu mà dùng cái khung hộp này, nếu mà dùng bằng nhôm thì là tốt nhất, bởi vì nhôm thì là cái vật liệu mà khi chúng ta lắp xong bằng sau một thời gian dài thì kể cả thời tiết có ẩm thấp thì nó cũng không bị gì. Còn chúng ta dùng hộp thép mạ kém ấy thì nó có thể rỉ từ trong ăn ra, nên là chúng ta tốt nhất là có điều kiện thì chúng ta lên dùng nhôm, còn chúng ta dùng inox thì nó giá nó sẽ là rất là cao và lại khó làm, cao hơn cả nhôm luôn, nên là chúng ta cứ dùng nhôm. Có thể chúng ta dùng các loại hộp cứ bắt vừa ke này mà chúng ta cảm thấy làm được là được. Đấy, có thể là 2550 hay là 3876 đều được hết. Thì cái cách lắp đặt của cái chiếc nhôm 13S thì đây là tôi ví dụ đây là một cái hộp nhôm và hộp mạ thép mạ kém thì chúng ta ví dụ đây là tôi đánh dấu thì là ví dụ là đầu tiên chúng ta lắp hai khung này thì chúng ta lắp ấy thì chúng ta có thể tạo thành một khung chúng ta cho ô chờ cũng được, hoặc là có những trường hợp người ta lắp cái này vào tường ấy thì đây là mặt của cái tường luôn, ví dụ đây là cái tường xây chúng ta đúng không? Đấy, thì đây là cái thanh nhôm thì chúng ta có thể lấy vít chúng ta bắn vào được. Đấy, chúng ta bắn xuyên qua được. Đấy, vít từ đây, vít tự khoan bắn vít cả lở bắn vào từ đây là cái tường nhá, đúng không? Ví dụ thế chúng ta bắn vào được, tức là chúng ta mua cây và chúng ta cắt theo cái kích thước của chúng ta bắn vào. Đấy. Ví dụ đặt sử đây là đá bắn vào tường rồi thì chúng cái khoảng cách giữa cây lọ sang cái kia để mà lắp cái chiếc nhôm 13S này thì khoảng cách tối đa là tầm 1m2 đổ lại thì chúng ta có thể lắp 1m2 cách nhau 1m2 thì sau khi lắp xong ấy thì chúng ta có thể là cái khoảng cách giữa các cái khoảng cách của cái từ cái chúng ta bắn lấy điểm bất kỳ từ cái đây này từ cái lá, tức là từ cái ke này sang bên ke kia thì chúng ta theo như tiêu chuẩn thường là chia khoảng độ 20 phân là một từ khoảng cách chúng ta lấy từ điểm bất kỳ từ tim sang tim hoặc là từ cái điểm trên cùng này từ tim này sang bên tim này hoặc là chúng ta đo từ điểm này sang đến đầu bên này cứ khoảng tầm 20 theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta muốn nó
Tức là muốn chúng ta muốn đảm bảo mưa không bị hắt vào thì chúng ta có thể chia dày hơn là 18. Bởi vì trước đây là ở dưới Yên Bái thì cũng có trường hợp là trao đổi với tôi, thì tôi thấy sau khi mà cái đơn hàng đấy được triển khai thì cái số đo của các cái đầu với nọ sang đầu kia kia là 19 thì lớp mưa cũng không hắt vào, bởi vì sau khi công trình đấy thì khách hàng lại làm nhiều công trình khác thì thấy đều lớp mưa không vào thì cứ chia theo độ khẩu độ là như vậy. Chúng ta có thể lấy, tức là khoảng cách nếu mà chúng ta lấy từ mép dưới cùng này được, bởi vì chia chúng ta này lấy từ mép dưới này, từ mép dưới này đến mép dưới này cứ cách nhau là 18 đấy, chúng ta 18 hoặc đến 20 đấy, thì chúng ta lấy 18 để nước không hắt vào thì cứ từ lá lọ sang lá kia là từ mép dưới này này đấy, sang tới mép này là 18, tức là lấy điểm nào thì điểm đấy, mà chúng ta lấy tim thì tim, nhưng mà thường mà căn tim thì nó sẽ rất là khó, nên chúng ta cứ lấy điểm dưới cùng và điểm hoặc là điểm trên cùng này để chúng ta lấy bút chúng ta gạch để cho nó tạo cái độ thăng bằng đấy, thì có thể là cái điểm đầu tiên đấy mà lấy thì lấy thăng bằng này chúng ta có thể đánh nivô đấy, sau đó là các điểm sau chúng ta lấy bút chúng ta gạch, cứ lấy bút xóa hoặc là bút mực để chúng ta gạch là bút dạ chúng ta gạch đánh dấu là cứ 18 phân 18 phân, thì sau đó là ví dụ đây là 18 là một cái điểm này thì chúng ta gạch điểm này đấy, thì là đặt cái này vào, ví dụ 18 xong rồi lên trên này có một cái 18 nữa thì chúng ta đặt cái đầu này đấy, cứ căn cái thân này vào đấy. Sau đó là khi mà căn được, chúng ta bắn xong cái này, sau khi bắn xong cái ke này thì chúng ta căn xong thì chúng ta bắn vít, thì khi mà khoan thì chúng ta bắt vít ở điểm này nó sẽ dễ hơn, và hoặc là điểm dưới cùng này đấy. Chúng ta có thể cái điểm trên này là cái điểm chúng ta nên bắn, bởi vì cái điểm này điểm chịu kéo, cái điểm chịu kéo này bắt buộc chúng ta phải bắn điểm này vào, thì khi mà cái chớp nó lắp vào ấy, thì cái lực nó tác động vào điểm trên chịu kéo, còn dưới này chịu lén, thì chúng ta có thể bắn một con, còn trong này bắn khó hơn vì cái điểm này cầm khoan bắn rất là khó hơn, nhiều lúc bắn nó có thể làm cho chéo, nên chúng ta bắn trên này và trên này là được đấy. Cái sau khi chúng ta bắn xong cái ke đớ này thì chúng ta cái lá này nó chúng ta cứ đi vật và khật và là xong rồi. Đây tôi lấy thì cứ đầu lọ sang đầu kia thì chúng ta lá lại thiết kế rất là thông minh đấy, thì chúng ta có thể đấy, tôi quay cái camera này. Đấy, thì chúng ta sau khi lắp xong các cái này, tức là bên này và cột bên này cũng vậy, tức là thì chúng ta cứ đặt cái lá này là được. Đấy, thì chúng ta đặt vào cái này là chúng ta ấn vào phát là xong đấy, thế thôi. Chúng ta sau khi mà lắp xong cái này thì chúng ta cái lá này chúng ta cứ thế đặt ra đặt vào là được đấy. Còn nếu mà trong trường hợp mà các vị lắp xong rồi mà có những người hỏi là muốn bắn vít cho nó chắc ấy, thì các vị có thể bắn thì không nên bắn ở cái điểm này, bắn điểm này mà nhiều lúc là nước nó hắt vào ấy thì làm cho tức là khi mà chúng ta bắn theo chiều đứng này, một là chiều đứng trên, một là chiều đứng dưới ấy, thì là bắn ở cái điểm này nó bắn vít điểm trên này trên cùng này thì nó tốt hơn bắn ở dưới, vì khi mà chúng ta bắn ở điểm này thì nước mà nó hắt vào thì nó sẽ chảy vào trong đấy. Hoặc là tùy các vị, bởi vì thì bắn cách bắn như nào cho nó tiện thì là các vị bắn thôi, còn theo tôi thì các cái nhôm này thì tôi hay bắn ở điểm trên chứ không bắn ở ngang như này đấy. Và có quá trình bắn thì chúng ta bắn nắp đến đâu chúng ta bắn đến đấy, hoặc là chúng ta để nguyên được, nếu mà nắp xong mà cảm thấy chắc chắn thì không cần bắn đấy, bắn vít. Bởi vì thường là tôi thấy là các cái chớp 1-3 hertz này lắp rất là nhiều công trình, người ta cũng không bắn và cũng không xong thời gian sử dụng, người ta vẫn thấy rất là chắc chắn, không có vấn đề gì cả đấy. Có những trường hợp người ta dùng cái chớp lại làm cái lan can thứ thì có thể là bắn, thì chúng ta bắn trong vòng khoảng độ 90 phân từ dưới đất thắt lên thì chúng ta bắn, còn là trên thì không cần đấy. Thì cái chớp nhôm này ngoài cái sử dụng trang trí mặt tiền, ngoài ra là bởi vì cái giá thành nó cũng rẻ và độ bền nó cũng cao, nên là nhiều trường hợp hiện nay lắp rất là nhiều ở trên sân thượng hoặc là làm trên tum. Ngày xưa là người ta hay làm bằng chuồng cọp, bằng sắt hàn, thì
nhiều lúc là nhìn công trình nó sẽ xấu. Và thứ hai là làm cái sắt ấy thì nhiều lúc là cái trên sân tum thì thường hay phơi quần áo, là mưa có thể hắt vào được, nhưng khi chúng ta hắt lắp cái loại chớp này thì thứ nhất là cái vật liệu nhôm này về cơ bản là nếu mà ngoài trời mà nhiệt nó lắng gió thì nó vẫn vào được, thì gió vẫn vào được thì làm cho quần áo vẫn khô, như và mưa thì nó lại hắt, nó có thể chắn được mưa làm cho lớp mưa không vào được, nên là khi chúng ta đi vắng thì mưa gió vào thì quần áo nó không bị bay và không bị ướt. Đấy, thì là rất là nhiều trường hợp hiện nay người ta lắp cái loại làm nhôm này trên sân thượng. Ngoài đấy ra thì nó lắp, khi chúng ta lắp cái chớp này thì trên sân thượng thì nó làm cho cái ngôi nhà chúng ta đẹp hơn, trông nó đẹp. Thật là bao giờ chúng ta nhìn vào ngôi nhà đẹp thì chúng ta vẫn cảm thấy thích hơn, ngồi vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Đấy. Trong quá trình chia sẻ video này, nếu các vị có hỏi thêm gì thì để lại bình luận bên dưới nhá. Các vị có hỏi thêm gì để lại bình luận bên dưới. Các vị muốn xem các cái hình ảnh về lam nhôm chắn nắng, chớp nhôm thì có thể truy cập vào đường link website, thì có để bên dưới phần mô tả của cái video này. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.